Chào các anh chị, mở tài khoản tại công ty cổ phần chứng khoán MB. Hôm nay em sẽ giới thiệu anh chị cách thức sử dụng phần mềm MB Online. Em là Thái, em đến từ công ty cổ phần chứng khoán MB. Đầu tiên thì ứng dụng MB Online thì nó mobile, nó anh chị tìm trên kho ứng dụng của Google hoặc là của Apple, nó sẽ có tên ứng dụng là MB Mobile. Đấy, sau khi mình xong mình tải về, bước đầu tiên mình sẽ mở ứng dụng lên. Ứng dụng ban đầu lúc vào nó có màn màu đen và nó có các danh mục để mình có thể thêm vào. Đấy. Cái này thì em chưa hướng dẫn xong, em sẽ hướng dẫn các anh chị nào đã có tài khoản là MyBet trước thì mình sẽ đăng nhập. Bấm vào nút này, bấm vào nút mở rộng, mở rộng, sau đấy đăng nhập. Gõ số tài khoản là số sau số tài khoản. Ví dụ như anh chị nhận được cái tin nhắn khi mở tài khoản tại MBS đấy, nó sẽ có tin nhắn là 005C 042072 một mật khẩu bao nhiêu ấy, mã pin bao nhiêu thì mình sẽ dùng cái tin nhắn đấy mình vào tài khoản. Số tài khoản mình sẽ là 6 số ở sau chữ 005C. Mật khẩu thì mình có thể nhập ở trong tin nhắn. Ở cái phần này nó sẽ có một số cái tính năng như là quên mật khẩu. Quên mật khẩu dùng khi mà mình nhập pass ấy, mà lâu rồi mà mình không vào ấy, thì nó quên mật khẩu thì mình bấm quên mật khẩu để xin lại. Đây mình sẽ nhập thông tin số tài khoản, chứng minh thư nhân dân. Bấm đồng ý thì sẽ làm theo hướng dẫn thì sẽ lấy lại được mật khẩu. Sau đó đấy mình sẽ nhập mật khẩu vào. Đấy. Thì đây em đang dùng hình thức đăng nhập bằng vân tay thì mình có thể dùng vân tay để mình vào. Đấy, thì sau khi vào sẽ yêu cầu anh chị dùng lấy Smart OTP. Thì mình sẽ bấm đồng ý đi, đồng ý để lấy cái Smart OTP. Thì ở cái lần đầu đăng nhập ấy thì mình sẽ cần phải dùng cái mã pin ấy. Mã pin ở trong cái tin nhắn đầu tiên của MBS gửi ấy, thì lấy mã Smart OTP. Đấy, ví dụ lấy mã này 150881 lưu Smart OTP. Đấy, mình chỉ lưu một lần và xong mình sẽ giao dịch cả ngày. Đây, ở cái màn hình đăng nhập nó sẽ có một số thông tin như là họ tên, số tài khoản, tài sản dòng, giá trị, danh mục, lãi lỗ tạm tính. Một số chức năng như là giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền, quản lý tài sản, quản lý dịch vụ tài chính và tiện ích. Đấy, thì em sẽ hướng dẫn trước về cách mua bán và giao dịch trước. Thì mình sẽ vào cái phần giao dịch chứng khoán để mua và bán ấy. Thì vào chức năng giao dịch chứng khoán, chọn đặt lệnh. Đấy, thì ở đây thì nó sẽ hiện một cái bảng đặt lệnh. Nhưng mà mình sẽ muốn mua bán nào ấy, mình sẽ bấm vào mã, ví dụ MBB chẳng hạn. Đây sẽ hiển thị là mã MBB, mình bấm chọn. Đấy, thì nó sẽ hiện cái bảng giá hiện tại. Thì mình muốn mua hay bán ấy thì mình sẽ phần này mình sẽ chọn số tài khoản. Nó có hai dạng tài khoản là 1 và 8. Một là tài khoản thường và 8 là tài khoản anh chị dùng ký quỹ, là dùng margin ấy, thì mình sẽ chọn tài khoản nào muốn mua thì mình chọn về 1 hoặc 8. Thật lệnh thì mình có thể chọn là mua hoặc bán. Đấy, mua màu xanh và bán màu đỏ để tránh nhầm lẫn khi đặt lệnh. Còn cái lệnh này là lệnh thường và lệnh auto zoom ấy. Thì đây là lệnh thường, là mình sẽ dùng cái này, tính năng này nó sẽ có hay dùng trên đuôi 8 hay dùng đuôi margin ấy, thì nó sẽ có những cái mã mà nó ở ngoài zoom, hết zoom ấy, tức là mỗi mã khi mà vay margin ấy sẽ có một số mã nó được vay khoảng 5 triệu đi ạ. Nhưng mà nếu mà toàn MBS vay hết 5 triệu thì mình sẽ không mua được thưởng, thì mình phải mua áo zoom, tức là mình mua bằng tiền thật. Thì mình sẽ dùng cái đặt lệnh này. Cái này chỉ áp dụng trên cái tài khoản của margin thôi, tức là đuôi 8 ấy. Đấy, ở phần giá thì mình có thể chọn giá này. Đấy, ví dụ giá hiện tại là 31.2 thì mình có 31.2 vào. Đấy, cái phần mềm nó họ cũng có tự động chọn cho mình cái giá gần nhất rồi, thì mình có thể chọn tăng giảm này. Đấy, theo các bước giá hoặc các lệnh ATO để dành cho
viên mở cửa, ATC dành cho viên đóng cửa. Giá có thể là giá trong phiên thì nó sẽ có thêm cái một số cái loại lệnh như là MP, MP để mình mua bán bằng mọi giá ấy. Loại lệnh tiếp theo là cái loại lệnh mật lệnh thị trường ở trên sàn HNX thì nó sẽ có MOK, MAK và MTL cũng sẽ gõ vào trong này sẽ có. Đấy, mình thử cái đặt là cái lệnh 31 đi, mua MB giá 31. Với lượng thì mình đặt là hiện tại đang theo bước giá là bộ số 100 ấy, thì là 100, 200, 300 ấy, thì mình đặt 100. Đây, ở đây nó sẽ thêm một số tính năng cho mình chọn nó dễ. Ví dụ mình muốn mua 500 chẳng hạn, hoặc là mình mua theo tỷ lệ 1 phần 4 tài khoản, 1 phần 2 tài khoản. Đấy. Đây, là 100. Đây, mình xong, mình sẽ ở dưới nó sẽ hiện ra là cái sức mua của mình. Ví dụ tài khoản còn sức mua là 6 triệu chẳng hạn. Tỷ lệ ký ký 100%. Mua tối đa là 194 thì mình có thể mua được tối đa là 100. 194 nó là phần lẻ thì mình không mua được. Mà sức mua nó có thể lớn hơn, ví dụ như là 250 thì mình sẽ mua được 200. Sau đấy mình sau khi chọn mức giá xong mình chọn bấm nút xong. Đấy. Và bấm đặt lệnh. Chấp nhận đặt lệnh. Đấy, lệnh thành công thì sau khi mà đặt lệnh thành công ấy thì mình sẽ muốn xem cái lệnh đấy mình đặt ở đâu ấy. Thì mình vào cái mục số lệnh. Đấy thì nó sẽ hiện này. Các lệnh này. Đây thì mình có thể bấm vào đây. Thì mình sửa hoặc hủy lệnh gì đấy. Sửa này, sửa mình sẽ sửa giá chẳng hạn xuống 30.95 đấy. Đấy. Hoặc ở đây là sàn này nó họ không cho sửa lệnh thì mình có thể sửa hoặc là hủy. Thì ở đây. Đấy. Đấy thì mình đã hủy được cái lệnh thành công. Còn cái phần đây trong phần số lệnh nó sẽ có thông tin là khớp trên tổng hoặc là giá khớp. Và khớp bao nhiêu, ví dụ mình đặt mua 31.000 10.000 cổ chẳng hạn, nhưng mà chỉ khớp được khoảng 5.000 chẳng hạn thì nó sẽ hiện ở đây là khớp 5.000 và trên tổng là 10.000 và giá khớp là 31. Hoặc là mình có thể hủy lệnh ở cái mục ở góc trên này. Lệnh ở góc trên này, mình có thể hủy lệnh ở chỗ góc trên này. Đấy, mình sẽ chọn, nếu có nhiều lệnh mình sẽ tích chọn được. Đấy, tích chọn xong rồi hủy, đây là mình hủy mất rồi, thì mình không tích được. Xong mình sẽ tích các lệnh để mình hủy, nó dễ. Rồi mình vẫn đặt một ngày, mình đặt khoảng 10 lệnh nhá, mình có thể tích 10 lệnh để mình hủy. Đấy là cái phần tiếp theo là phần sổ lệnh. Đấy là phần về phần đặt lệnh đấy. Thì còn một số chức năng về giao dịch chứng khoán, nó còn mục là bán chứng khoán lô lẻ. Mục này mình dùng để khi mình bán những cái mã mà lẻ. Bình thường thì mình mua thì mình sẽ phải mua lô chẵn rồi, tất nhiên là không có lô lẻ ở đây. Hoặc là thỉnh thoảng mua ở sàn HNX thì cũng sẽ có một số lệnh mình mua được lẻ hoặc là bán lẻ. Để cái phần thừa này là mình sẽ vào đây mình bán. Nó sẽ hiện ở đây thì mình sẽ chọn mục bán chứng khoán lô lẻ để bán thôi. Bình thường. Còn phần lịch sử nó sẽ có lịch sử bán chứng khoán lô lẻ thôi. Bán lô lẻ thì thường công ty họ, công ty MBS sẽ có một ngày chốt để mình chốt cái ngày ấy, chốt cái ngày của bán ấy, thì mình sẽ vào đấy mình xem tầm một thời gian, nó sẽ tầm khoảng 7 đến 20 ngày thì tiền mới về tài khoản. Đấy. Cái tiếp theo là cái mục lịch sử đặt lệnh, thì mình sẽ có thống kê những cái lệnh mà mình đặt theo cái thời gian đấy, chẳng hạn như theo trong tuần chẳng hạn, hoặc là trong ngày chẳng hạn, thì mình có thể xem để thống kê được. Ở đây có nút lên xuống thì nó sẽ có chức năng đặt lệnh thôi. Đấy, lịch sử đặt lệnh mình có thể xem ở bên phái sinh hoặc cơ sở. Và đặt lệnh mình có thể mua đặt bên phái sinh hoặc là bên cơ sở. Thì đây, trong phần này em chỉ giới thiệu về bên cơ sở trước thôi. Sinh em sẽ có một video riêng. Đấy là sau khi mình đặt lệnh đấy, tính năng đặt lệnh của phần mềm ấy. Tiếp theo mình sẽ sang cái phần tính năng giao dịch tiền. Giao dịch tiền sẽ có một số tính năng như là chuyển tiền. Chuyển tiền này mình có thể có một số tính năng như là chuyển tiền ra ngân hàng. Đấy, chuyển tiền ngân hàng để mình chuyển ra cái tài khoản cá nhân đấy.
mình phải đăng ký. Nếu mà mình phải đăng ký trước ở trên phần mềm hoặc là chưa đăng ký ấy, thì mình bấm tiếp tục này. Đấy thì đây mình em đăng ký tài khoản này nào rồi. Đấy thì nếu mà chưa có tài khoản thì mình sẽ vào mục này, chỗ tài khoản nhận đấy, chọn thêm người thụ hưởng. Thì mình có thể nhập số tài khoản ngân hàng hoặc nhập chi nhánh hay thêm mới thôi, để xem thêm là người thụ hưởng chuyển ra, nhập số tiền rồi mình muốn chuyển 1 triệu chẳng hạn. Đấy mình sẽ bấm tiếp tục thì nó sẽ có xác nhận là mình có thể chuyển tiền hay không. Mình bấm tiếp tục thì mình nhập cái mã pin ấy. Đấy, 456 lấy mã. Thế sau mình bấm nhập mã OTP xác nhận là sẽ được, là sẽ mình sẽ chuyển tiền ra được. Theo tính năng tiếp theo là mình sẽ chọn tính năng tiếp theo của chuyển tiền là chuyển tiền nội bộ. Chuyển tiền nội bộ thì nó sẽ dùng khi mình chuyển tiền giữa các đuôi ấy. Ví dụ mình sẽ chuyển từ đuôi 1 sang đuôi 8 hoặc đuôi margin chẳng hạn, hoặc là đuôi D là từ đuôi thường sang đuôi vệ sinh thì mình sẽ chọn. À đây thì chuyển tiền nội bộ thì nó chỉ chuyển từ đuôi 1 sang đuôi 8 hoặc các đuôi, hoặc đuôi 1, đuôi 8, đuôi 7 gì đấy. Đấy, mình bấm ví dụ mình muốn chuyển từ đuôi 1 sang đuôi 8 thì mình bấm chọn tài khoản là đuôi 1, chuyển tiền nội bộ. Đấy, mình chọn sang tài khoản nhận nó sẽ mặc định là đuôi 8 luôn. Đấy. Ở đây có cái mục là thanh toán lãi margin là BCC ấy, thì mình muốn khi mà mình muốn chuyển tiền để vào đuôi 8 thì mình thanh toán lãi hàng tháng ấy, thì mình sẽ chọn mục này để tự thanh toán luôn. Thì cái tiền đấy mình sẽ bỏ qua, coi như là mình đặt lệnh mua mình sẽ không dính cái lệnh ở lãi nữa. Tiếp theo là mục là chuyển tiền ra phái sinh thì mình sẽ dùng để chuyển sang tài khoản phái sinh thôi. Đấy thì nó sẽ đuôi D. Và tiếp theo thì trong cái mục chuyển tiền nó có mục lịch sử ấy. Lịch sử thì mình sẽ xem lại được cái lịch sử đặt lệnh chuyển tiền đấy. Đấy có bên cơ sở bên vệ sinh nó trong các ngày ấy. Đấy. Sau cái mục giao dịch tiền thì mình sẽ đến cái mục quản lý tài sản trên phần mềm. Đấy thì mình muốn ở đây có một ba cái chức năng chính là danh mục đầu tư thì mình sẽ xem cái lượng cổ phiếu ấy đang hiện đang nắm giữ ở các đuôi hoặc là trên phái sinh nhỉ, lại vị thế chẳng hạn. Thì đây nếu mà có mã thì nó sẽ hiện mã ở đây, ví dụ mã MBB chẳng hạn, tổng là 10.000. Khả dụng thì nó sẽ hiện những cái lượng cổ phiếu nó đã về tài khoản, chẳng hạn như mình mua đang các mã mua 6.000 chẳng hạn, nó về tài khoản 6.000 rồi. Còn mình có 10.000 mình nó về tài khoản 6.000, còn 4.000 nó đang ở dạng T cộng trở về thì nó sẽ hiện là 10.000 trên 6.000 giá trung bình lãi lỗ tạm tính. Đấy. Thì nó sẽ hiện lãi lỗ tạm tính ở cái mục của giá trị danh mục ở đây luôn, thì nó sẽ hiện là lãi lỗ trên cái giá trị danh mục hiện tại thôi. Thì nó cũng hiện ở đây luôn. Hiện ở ngay ở trên phần tài khoản đây. Tiếp theo tới mục tài sản thì nó sẽ thống kê được các cái lượng tài sản. Tài sản chứng khoán chẳng hạn, tài sản ròng chẳng hạn, thì nó sẽ hiện các số tiền tổng trên cái tài khoản, thì nó có một số cái thông tin như số dư tiền này, sức mua này, tiền có thể rút, tiền có thể ứng, dư nợ này, tỷ lệ ký quỹ này, nợ phone dịch vụ này. Đấy. Thì nó sẽ thống kê hết. Thì mình có thể đi vào xem vào từng đuôi, ví dụ đuôi 1 chẳng hạn, đuôi 8 này, đuôi D này. Đấy. Đây là phần thống kê tài sản, còn phần lãi lỗ thực hiện nó sẽ hiện những cái lệnh dữ liệu mà thống kê tài sản từ trước đến giờ chẳng hạn. Đấy. Thì thường cái này nó sẽ chọn thống kê trong khoảng tầm khoảng 3 tháng thôi. Mình có thể xem sao mã chẳng hạn, hoặc là phái sinh chẳng hạn. Đấy, mình sẽ chọn phái sinh chẳng hạn. Đây,
đây, đây, mình sẽ chọn được cái thời gian. Đấy, nó chỉ cho tìm kiếm trong 30 ngày thôi. Xem được thống kê để mình theo dõi quản lý tài khoản nó dễ thôi. Tiếp theo phần quản lý dịch vụ tài chính sẽ có cái một số chức năng để thay đổi hạn mức đấy. Bình thường mình có thể hạn mức là 990 triệu thì có thể tăng hạn mức này lên cao tối đa là 36 tỷ thì mình bấm đồng ý để thay đổi hạn mức thôi. Hạn mức margin đấy. Còn cái lịch sử này nó sẽ hiện cái lịch sử thay đổi hạn mức thôi. Và tiếp theo là cái phần mục gia hạn khoản vay online thì nó dành cho cái đuôi tài khoản margin đấy. Thường thì vay margin nó có thời hạn là 90 ngày ấy. Thì nếu mà trong thời hạn đấy mà mình chưa buôn bán cổ phiếu hoặc mình đang lỗ chẳng hạn thì mình có thể gia hạn thêm khoảng tầm khoảng 3 tối đa là 9 tháng. Cái này lịch sử nó cũng thế thôi, lịch sử gia hạn thôi. Tiếp theo mình đến cái chức năng là tiện ích. Tiện ích sẽ có một số tiện ích như xác nhận lệnh online, thì cái này thì dành cho những anh chị nào mà không có thể đặt lệnh ấy, thì nếu broker đặt lệnh chẳng hạn thì mình sẽ dùng cái tiện ích này. Tiếp theo là cái tiện ích đăng ký quyền mua thì mình hay dùng khi mà mình có quyền mua, mình có các quyền mua giá 10 chẳng hạn của các mã cổ phiếu hay mấy quyền mua cổ phiếu ưu đãi thì mình sẽ vào đây mình thực hiện. Tiếp theo phần lịch sử thì mình sẽ hiện các mã chứ. Đấy. Đăng ký cái lịch sử mình đã đăng ký thực hiện quyền như hồi xưa mua SHI chẳng hạn. Đấy, từ 2015. Phần tiếp theo là phần thay đổi dịch vụ. Thì đây mình sẽ có thể thay đổi cái dịch vụ chuyển giữa dịch vụ có broker hoặc là dịch vụ từ dịch vụ MBS online sang dịch vụ có broker thì mình chuyển thôi. Tiếp theo cái mục năng suất để mình năng suất tài khoản. Đấy, còn ở đây nó sẽ có một số tính năng như cảnh báo thì chưa có, đang được phát triển. Hỗ trợ tổng đài chẳng hạn. Đấy, Smart OTP thì không nói gì. Phần cài đặt nó sẽ có một chức năng như là thiết lập Smart OTP. Thường cái này mình sẽ thiết lập ngay ở lần đầu đăng nhập rồi. Còn không thì nếu mà mình muốn thiết lập lại thì mình sẽ vào thiết lập lại Smart OTP. Đấy. Nói chung là cái mục này mình cũng không dùng nhiều lắm, cái thiết lập tài khoản đang đấy mặc định thôi. Xác thực sinh chắc học và mình sẽ dùng cái xác thực vân tay ấy để mình đăng nhập cho dễ, mình không có mật khẩu mỗi lần nữa. Còn tiếp theo là phần thiết lập giao diện thì nó sẽ có giao diện như màu trắng, một tím chẳng hạn hoặc một tối. Đấy, màn hình đặt lệnh mình sẽ chọn, có thể chọn được đặt lệnh cơ sở hoặc phái sinh, nếu mà mình chuyên về cơ sở hay mình chuyên về phái sinh chẳng hạn. Phần ngôn ngữ thì mình có thể chọn là tiếng Anh hay tiếng Việt gì đấy. Ở phần dưới này nó sẽ có một phiên bản là 1.2.04, là các phiên bản của phần mềm thôi, thì anh chị cố gắng cập nhật thường xuyên. Đấy là một phần một số chức năng mà mẹ đã giới thiệu về việc đặt mua bán chứng khoán. Ở góc bên trên này nó sẽ có một thông báo ở trên này. Thì mình sẽ xem được cái thống kê chung như giao dịch tiền nhỉ. Mình nộp tiền hay rút tiền thì mình xem ở đây. Tư vấn hoặc là tư vấn thì mình sẽ xem được những cái bản tin tư vấn của MBS. Ngoài ra thì còn có một số chức năng phục vụ cho giao dịch. Ví dụ như là mình có thể tạo danh mục ấy. Danh mục để mình theo dõi cho dễ. Ví dụ mình sẽ vào phần danh mục, chọn tạo danh mục, có thêm danh mục là ABC thì đấy, thì mình sẽ vào để thêm mã vào danh mục này, thì mình bấm vào danh mục ABC đi, thêm mã chẳng hạn, ví dụ như là MBB để theo dõi. Đây, đóng vào đây. Thêm được mã mục theo dõi, muốn theo dõi kỹ hơn thì mình sẽ bấm vào đây. Nó sẽ hiện tổng hợp hết các chức năng như là khớp lệnh, bảng giá này, khớp lệnh này, phân bổ lệnh khớp này, phân tích kỹ thuật này. Đấy. Phân tích kỹ thuật này, sự kiện về cái thông tin của doanh nghiệp này, tài chính, chỉ số, cân đối dòng tiền,
Hồ sơ doanh nghiệp thì mình sẽ biết được là doanh nghiệp nó thuộc ngành nào, của cơ cấu cổ đông nó kiểu. Còn là phần này mình sẽ đặt, có thể đặt mua bán, đặt lệnh mua bán ở đây ngay luôn được đấy. Đấy phần tạo danh mục. Còn ở phần này nó có một số cái danh sách khuyến nghị, như là danh sách khuyến nghị của MBS chẳng hạn. MBS đang khuyến mạnh khuyến nghị những cái mã này ấy, thì mình có thể tham khảo. Học viên 30, danh mục 30 mã của viên 30. Đấy thì mình có thể quản lý cái phần danh mục ở đây, kéo lên các danh mục, kéo lên kéo xuống cho nó dễ này. Đấy tiếp theo là mình đến cái mục thị trường. Thị trường ở đây nó sẽ hiện thông tin như chỉ số VN-Index VN30. Đấy, bấm vào này cũng sẽ có đồ thị luôn. VN-Index nó sẽ có đồ thị luôn. Khối lượng khớp này, giá trị này. Giá trị nước ngoài mua, giá trị nước ngoài bán. Công cụ với vẽ. Đấy thì mình có thể vẽ phân tích kỹ thuật nhưng cái này nó bé quá. Vẽ cũng không để làm gì. Đấy. Đấy, ở đây chỗ số một chức năng thống kê độ sâu thị trường, xem những cái mã nào tăng giảm mạnh nhất này, ví dụ như là 121 mã giảm này, top tăng của ngày hôm nay chẳng hạn. Đấy top giảm phiếu giao dịch khối lượng lớn này, ví dụ theo khối lượng triệu này, theo giá trị phần trăm biến động, top nước ngoài mua bán này. Nói chung là toàn những chức năng thống kê này. Theo thống kê khuyến nghị là khuyến nghị của công ty chứng khoán khuyến nghị này. Để xem ngành ở đây, ngành ETF, các chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền thì mình cũng xem ở đây. Đấy. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị biết hết được các chức năng của phần mềm MBS về mua bán, đặt lệnh, xem tài khoản, tiện ích. Thì anh chị cần hỗ trợ thì vui lòng liên hệ em theo số 0986344056, em có để ở bên dưới. Chúc anh chị giao dịch thành công.